biển. Đấy, chim vào thì bắt buộc là nó phải ngã ngửa này. Đấy, anh cho em chọn lưới làm sao mà nó hợp lý nhé, thì nó không bao giờ nó trèo được luôn. Lại xin chào toàn thể các anh em có liềm đam mê yêu thích đánh chim đêm trên toàn cả nước nhé. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu chi tiết cho anh em là về cái dòng lưới đánh trích. Đấy, trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về cái dòng lưới này thì em cũng xin giới thiệu qua cách mua bán. Đối với anh em nào mà có nhu cầu mua và đặt hàng ấy, thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Anh em điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho anh em. Còn về cái dòng lưới này, nó là cái dòng lưới lỗ 8 phân. Đấy, 8 phân thì anh em có thể là đánh trích, đánh sâm, đánh tu hú, đánh gà chung trên một cái mẫu lưới này. Còn thời điểm này ngoài miền Bắc thì con sâm và con trích đi rất là mạnh, thì anh em tham khảo đặt lưới. Lưới này là sợi của nó là, thì bên cơ sở nhà em là làm 8 phân thì nó có hai loại. Đấy, một loại là sợi 19, một loại là sợi 20. Đấy, sợi 19 thì đánh nó bám con chim hơn, nhưng là bền, độ bền sợi thì nó không bằng sợi 20. Còn ví dụ anh em chơi sợi 20 thì đánh vẫn đóng chim đảm bảo và sợi nó bền hơn, thì anh em cùng tham khảo. Mắt lỗ 8 phân, đấy, bao hàng không chạy mặt cho anh em nhé. Đấy, dòng này là dòng hải lợi biên đôi. Thì ở trên giường trên ấy, hoặc là giường dưới thì thường thường nó sẽ chạy biên đôi như thế này. Đấy, nó là cái dòng lưới cước chân xanh. Còn ví dụ 50m thì em sẽ làm cho anh em là 3 cọc, và 100m là sẽ làm cho anh em là 5 cọc. Còn hàng này mở khoang túi thì lưới nó nhiều thịt thì em sẽ mở cho anh em là rơi vào tầm khoảng 57. Đấy, 57 cho tới 55. Ví dụ anh em thấy nhiều thịt quá thì anh em có thể là lưới ra là tầm khoảng 6-70. Đấy, lưới ra thì nó rất là đơn giản thôi. Giữa đây thì em sẽ chạy cho anh em một dây diềm này. Đấy, dây diềm đây. Thì anh em có thể là lưới dây diềm này ra. Đấy, kéo cao lên hoặc là hạ thấp xuống khóa túi. Đấy, theo ý của mình. Đấy, còn lưới thì làm 5 diềm 4 túi nhá. Dây diềm thì bằng dây cước đúc này. Đấy, ưu điểm của dây cước đúc này thì nhiều anh em mới chơi là không biết đâu. Đấy, ưu điểm của nó thì nó khóa con chim rất là tốt và nó đóng túi con chim. Đấy, khi con chim nó vào ấy, nó dẫy, nó muốn thoát ra ấy, thì cái độ đàn hồi của cái túi này nó sẽ giữ được cái con trích giấy bên trong hoặc là con gà. Đấy, anh em đánh. Còn lưới thì bên này anh em đã nhuộm đen 100% như thế này, và lên lưới thì nó cực kỳ là vuông. Đấy, quay thực tế cho anh em xem. Đấy, rất là vuông lưới này, nhìn thẳng lưới này. Đó, và độ tàng hình rất là cao, quay trực tiếp ví dụ hướng về mặt lèo kia, ngủ kia thì không nhìn thấy lưới. Còn ví dụ quay ngang như thế này nhìn thấy lưới đây. Đấy, lưới lên lưới rất là vuông. Còn lưới thì bảo hành cho anh em là độ đóng chim là tối đa nhé. Đấy, tối đa 100% là đóng chim tốt. Đấy, hàng này thì là hàng hải lợi. Đấy, chân xanh biên đôi. Còn nhà em có bán dòng lưới Nhật nữa. Dòng lưới Nhật thì giá cả của nó sẽ cao hơn và sợi của nó sẽ bền hơn, nhưng mà anh em đánh kinh tế thì anh em chơi cái dòng này hiệu quả hơn. Còn anh em đánh mà giữ gìn được ấy thì anh em có thể là chơi cái dòng lưới Nhật. Còn thời điểm này con trích đang đi mạnh thì anh em có thể là tham khảo đắp lước trắng lên kiểu như thế này. Đấy, để anh em đánh. Ok nhé, anh em nào đặt hàng trên cái mẫu lưới này thì liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.